Ủa, anh mới đi làm về hả? Wow. Anh muốn tôi cắm hoa này ở đâu? Trong phòng anh hả? Không, tôi cho cô đó. Anh tặng hoa cho tôi hả? Hôm nay đâu phải là ngày gì đặc biệt đâu. Sao anh lại tặng hoa cho tôi? Người ta tặng tôi, thấy đẹp không nỡ bỏ, cho nên tôi đem về cho cô. Cô muốn làm gì thì làm. Ồ, đúng rồi. Anh làm vậy là đúng quá đi được. Hoa đẹp như vậy, ai lại nỡ bỏ đi, phí của lắm. Lần sau nếu có ai tặng hoa cho anh nhớ đem về cho tôi cắm cho. Cô thích thì được rồi. Dễ thương chưa? Dạ, em chào anh cần mua hoa gì? Anh muốn mua hoa tặng mẹ hay là tặng người yêu ạ? Nếu như anh muốn mua hoa tặng mẹ thì anh chọn hoa hồng đỏ nha. Còn mình mua hoa tặng người yêu thì mình chọn hoa hồng tím, thể hiện sự thủy chung ạ. Không cần đâu. Anh muốn mua tặng cho một cô gái. Dạ. Cô ấy cá tính rất mạnh mẽ và rất yêu đời. Dạ anh để bên em tự thiết kế bó cho mình một bó hoa đẹp nha. Cảm ơn em. Anh qua đây ngồi đợi tí, em bó cho mình nha. Anh chờ chút nha. Chỉ có một bó hoa thôi mà vui tới như vậy sao? Tick, tick.
Trời ơi, mình bị làm sao vậy nè? Ôi, sao mình lại tưởng tượng ra một cái chuyện hết sức là tào lao vậy? Ôi, anh ta tốt với mình thiệt đó. Nhưng mà anh Kim nói rồi, anh ta tốt với mình là tại vì mình có ích cho anh ta, là để che đậy những điều xấu xa của anh ấy. Mà cho dù anh ta có thiệt tình tốt với mình, nhất định mình không được lung lay, không được. Anh Kim yêu thương mình như vậy, tốt với mình như vậy, ơn nghĩa của anh Kim cả đời mình cũng không trả hết. Mình đã hứa với lòng không bao giờ phản bội anh Kim. Không được suy nghĩ như vậy, không được suy nghĩ như vậy mà. Nhưng mà nó đẹp thiệt mà. Đẹp nhưng mà không được. Chị em mình đi, rồi chị em mình ăn ở đây. Chứ có anh hai của em kìa. Anh hai, ăn đi, đói bụng quá à. Ăn ở đây đó hả? Ăn ở đây đó. Ăn ở đây có được không vậy? Sao không được? Anh dòm đi. Trời ơi, người ta nấu ăn sạch sẽ quá trời luôn, cả đống người ăn không thấy hả? Đúng rồi, đông người ăn quá trời luôn. Ăn đi anh hai, ăn đi, đói bụng quá à. Được rồi, ăn thì ăn. Yeah, anh hai cho ăn nè. Yeah. Đi ăn, yeah, đi ăn. Em ngồi đây. Chị hai ngồi đâu. Nhanh lẹ lên, đi. Nhanh lên. Anh cũng thử một lần đi cho biết. Đúng rồi, thử một lần cho biết với người ta. Kêu đồ ăn. Chị ơi, em ba cây cá viên chiên nha. Ba cây hả? Tôi không. Anh ăn thử đi, anh có chết tôi chịu cho. Có chết em chịu cho. Chị kêu bò viên chiên nữa. Ba cây bò viên chiên nữa nha. Ờ. Ba cây tôm chiên với lại khoai tây chiên. Khoai tây chiên nữa nha. Đúng rồi. Chiên đồ ăn nhanh lên chị ơi. Chị ơi. Có liền em. Trời ơi, em đói bụng quá. Ngon lắm á. Đúng á. Nhắc thôi mà chảy nước miếng rồi nè. Trời ơi, người ta ngon vậy mà cõi mà anh hai em kìa.